quý vị và các bạn, mới đây theo tài liệu của cục hàng không liên bang Mỹ, tổng cộng 143 máy bay Boeing các dòng 737 300, 737 400 và 737 500 sẽ cần phải được kiểm tra. Việc kiểm tra này là cần thiết để giải quyết tình trạng không an toàn có thể được tìm thấy trong các máy bay nêu trên, vốn được chế tạo vào những năm 1980 và 1990. Trong thông báo, Boeing khẳng định sẽ nỗ lực đảm bảo rằng máy bay an toàn và đáp ứng mọi yêu cầu. Boeing liên lạc thường xuyên với khách hàng và FAA, đồng thời tham gia vào những nỗ lực không ngừng để đưa ra các cải tiến về an toàn và hiệu suất trên toàn đội bay. Trước đó, ngày 9 tháng 1, một chiếc Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya đã lao từ độ cao khoảng 3.000m trong vòng chưa đầy một phút xuống biển Java, vài phút sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta, Indonesia. Tất cả 62 người trên máy bay đều thiệt mạng. Trong một động thái khác liên quan mới đây, hãng Boeing tiếp tục gặp phải một vấn đề về điện trên một số máy bay 737 MAX. Và sự cố này đang ảnh hưởng đến khả năng bàn giao máy bay mới của hãng. Theo Boeing, hãng đã giao 17 máy bay trong tháng 4, trong đó có 4 máy bay 737 MAX. Giám đốc điều hành của Boeing David Calhoun đã cảnh báo rằng số máy bay bàn giao trong tháng 4 bị ảnh hưởng do vấn đề nói trên của máy bay 737 MAX. <laughs>